chưa khô máu luôn. Còn chị em đồ thì tất cả đều biết. Hôm nay thì kiểu như là sẽ chơi với lại đối đầu với chị Mai Phương á. Đối đầu chơi. Mai Phương chơi cái đầu chơi đó. Đôi bên tranh chấp bổn cùng cũng sẽ không tha cho mùi. Dạ anh Đàm Vĩnh Hương thì cũng có xuất hiện ở những cái chương trình của bên phía em, công ty Tiên Vàng. Lê em đừng háo thắng. Thấy không? Tôi hỏi có một câu một thôi, nguyên cái làng đi rồi. Anh Đàm Vĩnh Hương cũng là người đi trước và bậc tiền bối, thì khi mà em được anh nói là tham gia chương trình thì rất là vui. Nói chung là em cũng rất là mong, rất là thích. Tại vì hồi bé em có một ước mơ là tham gia Amazing Race. Và em cũng chuẩn bị tập thể lực các thứ. Em rất là mong là gương mặt của em sẽ được tham gia nhiều game show. Tại vì em cũng vui. Em cũng thích chơi. Những chương trình trước đó em tham gia thì em thấy mọi người feedback lại thấy cũng vui. Em cũng mong là thời gian tới mình sẽ được xuất hiện nhiều hơn. À, chị mới lắp wireless xong. Bây giờ chị đang đứng ngắm cảnh. Chị thăm dò địa hình trước. Và mình có chiến lược gì cho hôm nay không ạ? Không biết gì đâu, đâu phải tôi để đâu mà có chiến lược. Còn tưởng là tuyệt sắc mỹ nhân gì đó, quá ra chỉ được như vậy thôi. Sướng lắm mọi người, cái chương trình sướng lắm. Từ 10 giờ tối hôm qua là từ Sài Gòn ra đây. Tới thì ngủ một giấc, rồi dậy ăn. Nhưng mà... để xem. Ngày hôm nay sẽ có thử thách rồi cạm bẫy. Đúng nhau. Tình chị em hả? Không, một cái bước vào không gian này rồi. Thì chúng tôi là những người tham gia chương trình chơi khô máu luôn. Tình chị em đồ thì tao đã được biết. Hôm nay bổn cung sẽ cho cô biết thế nào là tâm phục khẩu phục. Mọi người không thấy cơ bắp của em. Em là em hết sức hết mình luôn á nha. Có bóp tiền nhưng mà không có gì nhiều. Tay nghe với thấm dầu. Thế rồi. Cứ hòa hộ có gì thôi. Đơn giản. Em sợ chứ. Thì sau khi em tham gia chương trình xong thì chương trình cho em xin sức đi spa. Khó quá. Không ai cũng được. Nói chung là trong này mình cũng tuy là cùng đội mà vẫn chơi xấu nhau được không anh? Nếu mà chơi xấu anh Hưng cũng vui ha. Trời ơi, bay ơi. Giờ em đi tập thể dục đây. Em chống đẩy cho mình khỏe ha. Dạ, đây là lần đầu tiên tham gia game show của em. Dạ, nếu có cơ hội thì em sẽ xuất hiện nhiều. Tại vì đó là một cảnh để em tiếp cận với mọi người. Và mọi người cũng thấy được sự chân thật của em. Dạ, ban đêm là tiếng xe. Nhịp xe là sập sình, em không ngủ được trên xe. Cho nên là lúc mà vừa tới khách sạn em ngủ được chút xíu thôi. Nhưng mà em nghĩ là hôm nay vẫn có đủ năng lượng để tham gia. Và hôm nay trời, ghê chưa? Em chưa đưa giờ đến An Giang luôn, đây là lần đầu tiên. Nên là em cũng tranh thủ đi thăm phú này đây đây đó. Dạ con xa em cũng không ngại đêm lắm đâu. Em là dân miền Trung, dân biển cho nên là An Giang thì chịu có là bình thường của em. Khả năng nấu ăn ạ, nhưng mà tùy tâm trạng em. Ngày hôm đó mà em buồn thì em nấu ngon. Mà em vui, món em không biết nấu thì nó cũng không ngon. Mà hôm nay thì kiểu như là sẽ chơi với lại đối đầu với chị Mai Phương á. Đối đầu. Chơi. Mai Phương chơi cái đầu, chơi đó. Đôi bên tranh chấp, bổn cùng cũng sẽ không tha cho mùi. Dạ có. Thì em hay nghe ba mỗi lúc mà em còn nhỏ. Em mới sinh ra hơn rồi. Bạn Vũ Hạ thì em quen thuộc ảnh hơn khi mà ảnh tham gia game show. Em mong là ảnh Vũ Hạ sẽ khô máu. Em sẽ thoải mái và khá hết sức mình để có thể bung sổ.